Xin chào các bạn. Đây là một cái video mà mình sẽ không làm PowerPoint nữa, mà mình sẽ muốn nó làm một cái tâm sự dành cho các bạn. Với cái chức vụ là một tiên tri trong đống quiz thì mình sẽ chia sẻ một điều rất là huyền nhiệm có ở trong lòng Đức Chúa Trời cho các bạn ngay bây giờ. Hãy chú ý và tập trung lắng nghe những gì mình nói, và hãy trân trọng những gì mình chia sẻ. Bởi vì những gì mình chuẩn bị nói tới đây là đến bởi Đức Chúa Trời và đến bởi Thánh Linh. Nó bày tỏ những gì có ở trong lòng của Ngài. Nói thật với các bạn, 15 qua, 15 sau khi mình ra trường, năm nay sắp chuẩn bị bước vào tuổi 28. Và có những bạn bè của Lộc thì họ đã kết hôn ngay sau khi ra trường. 18 tuổi họ đã lấy vợ lấy chồng. Vậy là họ đã kết hôn được 10 năm rồi. Thế còn 15 ra trường, Lộc vẫn chưa có một sự nghiệp danh giá như mình ước mơ, vẫn chưa có được một hôn nhân như mình hằng ao ước, vẫn còn đang chờ đợi tất cả điều đó. Và 10 năm trôi qua, đôi khi mình cảm thấy nó phí phạm. Nhưng 10 năm qua, Chúa này dạy mình một điều ở trong lòng Ngài, một điều có ở trong lòng Ngài. Thực ra nỗi đau mà mình đang chịu đựng hiện tại đó là nỗi đau về sự cô đơn, nhiều hơn những cái nỗi đau khác. Bởi vì là mình chuẩn bị bước vào tuổi 30. Sau 10 năm ra trường, mình vẫn chưa tìm được một người thật sự sẽ đồng cam cộng khổ, sẽ bước cùng mình đến hết cuộc đời. Và nhiều khi mình nằm, mình suy nghĩ và buồn phiền về nỗi đau mình có trong lòng. Và Chúa Thánh Linh như nhắc Chúa Thánh Linh như đến để nhắc nhở mình các bạn. Đó là Chúa cũng có một nỗi đau giống như mình đang có. Đó là một nỗi đau bị khước từ. Nỗi đau bị khước từ thật sự rất đáng sợ. Chúa là Chúa. Ngài đã tạo dựng nên con người, tạo ra con người. Chúa là Cha, vì Ngài nuôi dưỡng loài người. Đấng làm Chúa đáng được loài người phải chúc tôn và thờ phượng và được đón nhận trên toàn thế giới. Đấng làm Cha, Ngài làm Cha, Ngài đáng được loài người yêu thương, đến gần. Nhưng ngược lại, thế gian này 90% con người sống trên mặt đất này đang chối bỏ Ngài, đang khước từ Ngài, đang không chấp nhận Ngài. Và khi bạn xem video này thì có thể đa phần các bạn sẽ là những cơ đốc nhân mới xem video này. Vì đa phần những người họ đã chối bỏ Chúa hẳn rồi thì họ cần gì xem video này đâu, đúng không ạ? Chúa có một nỗi đau, đó là Ngài bị quá nhiều người khước từ, và có rất nhiều người không biết đến Ngài. Đây là nỗi đau cực kỳ lớn, và có rất nhiều người hiểu nhầm về Chúa Giêsu của chúng ta nữa. Nhưng mà nỗi đau lớn nhất của Chúa vẫn là sự khước từ. Thì mình sẽ phân tích và nói về sự khước từ này. Nó không chỉ xảy ra ở trên những người chưa tin, những người chưa biết về Chúa Giêsu, mà nó còn xảy ra trong cộng đồng Cơ Đốc nhân, trong cộng đồng Hội Thánh Chúa, trong cộng đồng con cái và tín hữu. Thứ nhất, mình muốn định nghĩa về cái việc mà các bạn đến với Chúa và đón nhận Chúa nó là như thế nào. Thì chúng ta phải biết như thế này, chúng ta là người tội lỗi, Chúa mới là đấng chấp nhận chúng ta. Chúng ta không có quyền chấp nhận Ngài. Chúa mới là đấng đón nhận chúng ta, chúng ta không có quyền đón nhận Ngài. Chúng ta chỉ có quyền ăn năn xưng tội và xin Chúa cứu rỗi chúng ta mà thôi. Thế nhưng nhiều người ngày hôm nay lại hiểu nhầm rằng là tôi có quyền, tôi mới là người có quyền chấp nhận Chúa, tôi đón nhận Chúa. Khi mà chúng ta dùng từ ngữ sai thì đã làm sai đi, cái lẽ thật, chân thật. Cho nên là loài người họ đã tôi có quyền chấp nhận Đôi khi như vậy. Bởi vì tình yêu của Chúa ban cho loài người một cách miễn phí và một cách nhưng không. Chúa yêu người xấu cũng như người hiền, cũng như kẻ ác bằng nhau à? Chúa yêu các bạn, Chúa yêu. Chính vì điều đó họ nghĩ rằng là ô, họ đáng được tưởng thưởng, họ đáng được yêu, họ đáng được chấp nhận. Nhưng không phải. Chúa chỉ đón nhận và chấp nhận những ai ăn năn với Ngài, xưng tội với Ngài và đến với Chúa. Thì có rất nhiều người nói ngày hôm nay là tôi không có tội gì, tôi không biết là ý là tội gì. Và có nhiều người nói là Chúa, sao Chúa ra nhiều điều luật thế, ra nhiều luật pháp thế, làm sao mà tôi theo được, làm sao mà tôi chấp nhận được. Nhưng mà các bạn không hiểu cái nỗi đau trong lòng Chúa. Thực ra là Chúa biết loài người không thể thắng được tội lỗi. Nhiều người cứ nói là tôi thấy Chúa quá nhiều luật, quá nhiều, làm sao mà tôi có thể thắng được tội lỗi. Lúc nào Chúa cũng nói về tội lỗi như vậy. Rồi là các mục sư cũng nói về tội lỗi là phải thế này, phải thế kia, lên thế này, lên thế này. Rất là cáo trách tôi, là chỉ trích thôi. Thực ra thì Chúa không phải như vậy các bạn. Chúa đến và Chúa kêu gọi. Khi Chúa đến ấy, thì Chúa mang sự cứu rỗi đến. Nhưng Ngài muốn, và Ngài biết là con người không thể nào thắng hơn tội lỗi, nên Ngài mới mang sự cứu rỗi lên. Và khi chính bởi cách mà ta đến với Chúa đấy, làm cho những người khác cũng sẽ hiểu nhầm về Chúa. Và điều đó xảy đến một sự vô tình chúng ta khước từ Chúa. Vô tình khước từ Chúa. Vô tình Chúa bị khước từ. Thật ra thì chúng ta không có quyền chọn Ngài. Chúa mới là đứng chọn chúng ta. Chúng ta không có quyền đón nhận Ngài. Chúa mới là đứng đón nhận chúng ta. Nhưng mà nhiều người đã làm sai. Đã làm sai từ trong cách cầu nguyện, từ trong cách nói chuyện, từ trong cách đi đứng, tất cả với Chúa. Cho nên là nó có một nỗi đau trong Ngài. Chúng ta không nhìn thấy cái sự chân thành trong tình yêu của Chúa, không nhìn thấy cái giá trị trong tình yêu của Ngài, không nhìn thấy nước thiên đàng trong lời dạy của Ngài. Chúng ta chỉ mong ước mình tốt hơn, mong ước mình nhiều tiền hơn, mong ước mình được tôn trọng hơn, mong ước mình danh giá hơn, mong ước mình học thức hơn, mong ước mình sẽ trở thành thế này, trở thành thế kia, mà ta quên mất rằng Chúa cần một điều, đó là chúng ta có mối quan hệ với Ngài. Chúng ta thờ phượng Ngài, yêu mến Ngài, ta đến với Ngài một cách tự do, một cách tự nhiên. Ví dụ như các bạn yêu, ví dụ như các bạn có người yêu, thì và các bạn thường xuyên đến nhà người yêu mình chơi. Cái việc đến nhà người yêu chơi nó thành tự nhiên. Nhưng mà nếu như các bạn không có mối quan hệ yêu đương với nhau, thì đôi khi đi trên đường này, các bạn nén nhìn nhau cũng ngượng ngùng. Nó không có cái sự tự nhiên. Cái điều mà Đức Chúa Trời muốn là mối quan hệ với con người. Vì Chúa biết là con người tội lỗi và không thể thắng được đâu. Cho nên là Chúa mới chết thay cho rồi. Nhưng mà nhiều người hôm nay ấy, họ đón nhận, họ đến với Chúa đấy theo cái cách là thế này thế kia, đâm ra là phải thế này phải thế kia, phải đúng, phải ăn nói, phải cầu nguyện, phải thế này phải thế kia. Và đôi khi nó sai kế hoạch của Chúa rồi, sai với cái những gì mà Chúa muốn làm rồi. Chúa không phải là như vậy. Chúa không phải là một đấng lúc nào cũng muốn đến với ta ngươi phải. Chúa không phải là như vậy. Chúa không đòi hỏi gì cả. Chúa chỉ đòi hỏi đó là các bạn tự nhiên ăn năn tội, đến với Chúa một cách tự nhiên, đến với Chúa một cách thật tự nhiên. Chúa luôn lắng nghe, Chúa luôn trả lời, Chúa luôn thích điều đó. Vì Chúa thương xót. Chúa thương xót. Đôi khi Lộc đi ở trên đường, Lộc nhìn thấy một người què ăn xin. Rồi một lúc sau đi đoạn xa xa thấy một người xinh đẹp, giàu có, ăn mặc sang trọng, đi một chiếc Mercedes hoặc là một chiếc Mazda 3, một chiếc xe ô tô rất là đẹp. Thì mình biết rằng là ô, Chúa yêu cái người què kia, người ăn xin kia, cũng giống như cách mà Chúa yêu cái người giàu có kia, cũng giống như vậy. Rồi mình đi đến công ty làm việc, mình thấy trong công ty có một người rất là lùn, rất là béo, rất là không được, rất là xấu gái, không được xinh đẹp lắm. Nên theo con mắt của con người này như vậy, lùn này, béo này, đen này, rồi là mắt chỗ này chỗ không đẹp, không đẹp. Rồi mình đi một đoạn thấy có một người con gái rất là đẹp, cao 1m7 này, da trắng này, chân dài này, búi tóc này. Đấy. Đứng làm hàng, đứng làm sản phẩm. Và mình thấy là Chúa yêu cái người đẹp kia cũng giống như Chúa yêu người lùn béo kia. Thực ra thì cuộc sống này chúng ta bị cái bề ngoài, bị cái bên ngoài nó chiếm lấy cái tâm hồn chúng ta quá nhiều. Và chúng ta quên mất rằng Chúa chỉ có một loại tình yêu thôi. Tình yêu của Ngài là vô giá. Đôi khi mình đứng và mình nhìn, mình cảm thấy tiếc nuối. Mình cảm thấy tiếc nuối cho là ôi cái người đẹp đẽ kia mà không tin Chúa, cái người xinh đẹp kia mà không đến với Chúa, cái người duyên dáng kia, cái người hiền lành kia mà không biết đến Chúa Giêsu, không tin Chúa Giêsu, sau này phải đi địa ngục. Ôi mình cảm thấy cái người đó thật là đáng thương. Đáng thương làm sao? Đáng thương vô cùng. Nhưng đến khi mình nghĩ lại, cái người lùn béo kia họ cũng đáng thương. Nếu như mình giao truyền tin lành cho người xinh đẹp, cho người giàu có, thì cũng phải giao truyền tin lành cho người nghèo khó, cho người lùn béo xấu xí, què quặt. Vì Đức Trời đâu có thiên vị ai đâu. Đôi khi chúng ta hiểu sai về Chúa, cho nên cái sự khước từ với Chúa bị xảy ra nhiều hơn. Khước từ đạo của Chúa bị xảy ra nhiều hơn. Và con người có ác cảm về Chúa. Đôi khi chúng ta đã làm cho mọi người hiểu rằng Chúa cũng chỉ đón nhận những người đẹp, Chúa cũng chỉ đón nhận những người tốt, Chúa cũng chỉ đón nhận những người giàu. Và trong hội thánh kia ấy, và cũng có một điều ngược lại, đó là nếu như ta chỉ giao truyền cho người nghèo, chỉ giao truyền cho người thấp kém trong xã hội, thì người ta lại bảo là ô cái đạo đấy chỉ đi dụ những kẻ ít học, đi dụ những kẻ nghèo, đi dụ những kẻ khó khăn trong cuộc sống. Cuộc sống này nó quá muôn màu như vậy. Và đó đã tạo nên nỗi đau của Chúa, nỗi đau trong trái tim của Chúa các bạn. Ô Chúa từ trước vô cùng cho đến đời đời, Ngài luôn chân thành như vậy. Ngài yêu tất cả mọi người bằng một tình yêu. Ngài chân thành, lặng thầm như mặt trời, ban ánh sáng cho loài người từ đằng đông rồi nạt đằng tây, ban mưa ban nắng theo mùa tháng năm. Đức Trời yêu. Và Ngài chu cấp đồ ăn cho tiếng chim hót, cho ngày trời trong xanh, cho ngày mưa nắng đổ để cỏ mọc lên. Ô Đức Trời làm những điều đó theo tuần tự, theo năm tháng, theo lặng thầm. Đức Trời đâu yêu ai hơn ai đâu. Thế nhưng mà tại sao lại có những sự khước từ? Điều này nó xảy ra bởi vì con người có sự đánh giá, và con người nhìn cái điều bề ngoài, còn Đức Trời thì nhìn điều ở trong trái tim, trong lòng. Thực ra thì loài người là nhìn bề ngoài là đúng rồi, thì chúng ta chỉ nhìn thấy cái bề ngoài thôi. Nhưng cái điều quan trọng đó là chúng ta tập trú vào cái những gì ở bên ngoài, thì đánh mất cái giá trị thật ở bên trong. Đánh mất cái giá trị thật ở bên trong. Và khi mình học được bài học này, khi bạn đánh mất cái giá trị thật ở bên trong của một cơ đốc nhân, thì bạn vô tình làm cho trí tuệ của các bạn, trí thức các bạn, tiềm thức các bạn hiểu nhầm về Chúa. Và các bạn sẽ sống theo cái phong cách như vậy. Nó tổ lộ ra bên ngoài, thì cái người bên ngoài người ta nhìn vào ấy, thì người bên ngoài người ta nhìn vào, người ta cũng tưởng là Chúa là như thế. Đấy, hiểu nhầm về Chúa. Có một câu chuyện rất vui, đó là một người đàn ông kia đến bảo một người họa sĩ là bây giờ tôi mới xây một cái nhà thờ mới, cần một cái hình ảnh về Chúa Giêsu. Ông vẽ cho tôi một cái ảnh về Chúa Giêsu để tôi trang trí nhà thờ. Ông chỉ vẽ để trang trí nhà thờ. Ông muốn để trang trí nhà thờ cho nó đẹp. Mấy ngày sau thì ông đến, ông gặp họa sĩ vẽ một người đàn ông. Đấy, ăn mặc áo dài đua thua. Đấy, tay cầm một cái ba tong, và bồm một tay khác thì lại cầm một điếu xì gà đang hút thuốc nè, đang hút xì gà. Thì cái người đàn ông, thì cái người trang trí nhà thờ đó mới nói là ô sao ông lại vẽ Chúa Giêsu như thế này? Đây không phải là Chúa Giêsu, đây là một gã lang băm. Thì người họa sĩ mới nói là tôi chưa bao giờ nhìn thấy Chúa Giêsu, nhưng tôi chỉ nhìn thấy các ông thôi. Đó, tôi nghĩ là các ông sẽ giống Chúa Giêsu nên tôi vẽ Chúa Giêsu như vậy. Đôi khi sự hiểu nhầm bắt nguồn từ chính nội tại, chính trong các cơ đốc nhân trong hội thánh của Chúa. Chúng ta không hiểu Chúa, không hiểu cái nỗi đau của Chúa, không hiểu cái nỗi đau này và không đến với Chúa đúng cách, cho nên là chúng ta không dẫn người khác đến với Chúa đúng cách được, không làm cho người khác bị bắt phục bởi Chúa. Nó không đúng và không chính xác, Mình học được cái bài học này là nó đã xảy ra chính trên cuộc đời của mình, và mình cũng đến với Chúa một cách sai lầm. Sau video này mình sẽ làm một video nâng tầm thuộc linh, sẽ dạy các bạn về cách cầu nguyện đúng. Mình thấy rất nhiều người cầu nguyện sai, và chính bản thân mình trước đây cũng cầu nguyện sai. Mình không chỉ cầu nguyện sai mà còn hiểu nhầm về nỗi đau của Chúa. Và thực ra thì mình biết là mình cũng giống như các bạn thôi, theo Chúa theo cái cách mà người khác dạy cho mình thôi. Chúng ta không có tự đến với Chúa và hiểu biết Chúa. Thì qua cái video này mình cũng nói các bạn, đây là video của một tiên tri. Hãy biết nỗi đau trong lòng Chúa. Chúa dạy mình điều này bởi vì thích làm theo điều mình muốn. Đó là mình thường bắt chuyện với những người có địa vị trong công ty, mình thường bắt chuyện với những người xinh đẹp trong công ty, mình thường bắt chuyện với những người có tầng lớp một chút, rồi là có mối quan hệ một chút, mọi thứ mình thích như vậy. Rồi còn những người công nhân bình thường, hay là những người đặc biệt là lại có cái dáng vẻ hơi xấu là mình không thích bắt chuyện. Và khi mình làm cái điều như vậy trong suốt một thời gian dài, vài tháng rồi, và thực ra Chúa lúc đấy Chúa không cản, thực ra thì Chúa cứ để yên cho mình làm. Rồi đến vài ngày hôm nay, tự dưng mình cảm thấy có một lỗ hổng trong trái tim của mình, và nó cực kỳ đau đớn trong tim. Mình không biết là phải mô tả các bạn để các bạn hiểu được cái nỗi đau mình đang có. Và nó đã xảy ra một cái thiên lệch, đó là mình đang đối xử một cách mất cân bằng. Mình đang hướng đến những con người tốt, những con người mình tự cho là họ đáng giá, họ đáng được cứu, họ đáng được yêu, họ đáng được chuộng, họ đáng được trân trọng. Mà mình quên mất những người xấu, những người tầng lớp thấp hơn, những người kém may mắn hơn, họ cũng đáng được có một tình yêu như thế. Mình bắt chuyện với một người phụ nữ xinh đẹp nhưng không bao giờ bắt chuyện với một người phụ nữ xấu. Để đến khi hai người phụ nữ họ làm gần nhau, họ thấy ô, cái người đó không bắt chuyện với mình mà toàn bắt chuyện với người bên cạnh mình, và đã tạo ra một nỗi đau. Và nếu như bạn nào mà xem video này mà Lộc đã từng làm như thế với bạn, hãy tha thứ cho Lộc. Vì thực sự đến bây giờ Lộc mới hiểu được nỗi đau trong lòng của Chúa. Thực ra Chúa rất đau đớn. Chúa rất đau đớn vì loài người chối từ Ngài các bạn ạ. Trong vườn Gethsemane, Chúa đổ mồ hôi như máu bởi vì sự chối bỏ của dân Do Thái với Ngài. Và sau này Chúa biết sẽ còn cả thế gian sẽ chối bỏ Chúa. Sẽ có rất ít người chấp nhận đạo của Ngài thôi. Họ sẽ chối bỏ, họ không chấp nhận đạo của Chúa đâu. Mà đạo của Chúa đâu có phải là dạy người ta làm lành ánh dữ đâu. Đạo của Chúa đâu khó khăn như vậy đâu. Đạo của Chúa đâu khó khăn đến nỗi phải tu luyện cái gì đâu. Đạo của Chúa đâu phải khó khăn đến nỗi là con phải dâng hiến, phải thiền nguyện, phải quyên góp. Đạo Chúa đâu khó khăn như vậy đâu. Đạo của Chúa đâu phải đi lấy kinh hay phải làm một cái gì đó, phải đọc bao nhiêu bài kinh. Đạo Chúa đâu phải như vậy đâu. Đạo Chúa đâu phải nễ giáo đâu. Đạo Chúa đâu phải các con bắt buộc. Đạo Chúa đơn giản thôi. Chúa muốn có mối quan hệ. Dù bạn là ai, dù người đó là ai, dù họ ở tầng lớp nào, dù họ đang ở đâu, đang làm sao, đang như thế nào, Chúa vẫn muốn có mối quan hệ với họ. Vì Chúa yêu họ bằng nhau. Chúa không yêu người nào kém hơn cả. Thực ra đến bây giờ Lộc vẫn không thể thắng hơn được cái cảm giác và cái bản năng của một con người. Các bạn ạ, mình đã từng gặp những người rất gian ác, rất xấu xa, và Chúa lại cho mình ở gần và sinh hoạt chung với những người đó. Những người từng nghiện hút, từng đâm thuê chém mướn, chửi bậy, gian ác, gian dối, cướp bóc, giết người. Thù hằn, oán hận, tiêu cực, rủa xả. Mình ở gần những con người như vậy, và khi trò chuyện với họ đấy, họ thậm chí không nghe những lời mình nói luôn. Họ không nghe góp ý của mình, không nghe cái sự chân thành trong lòng mình. Họ còn cho mình những cái lời lại cực kỳ khủng bố. Và khi mình vào giường cầu nguyện và mình khóc úp mặt với Chúa, Chúa nói: "Con ơi, ta không yêu con nhiều hơn ta yêu họ đâu. Ta yêu con bao nhiêu cũng yêu họ bấy nhiêu." Và lúc đó mình khóc to hơn. Mình phải nói, mình khóc to hơn với Chúa. Mình phải nói là đáng nhẽ con phải được yêu nhiều hơn, con phải được yêu nhiều hơn. Không. Cảm giác của một con người không phải cảm giác của Chúa Trời. Chúng ta là một loại người, chúng ta là con người. Và Lộc đi theo Chúa nó làm Lộc biết rằng chúng ta không bao giờ thoát ra và không bao giờ vĩ đại hơn một con người cho đến khi chúng ta hòa mình vào với Chúa, cho đến khi chúng ta thay thế chúng ta bằng sự vĩ đại của Ngài. Và sau video này, Lộc sẽ luôn tự nhủ với bản thân mình, đó là Lộc sẽ bắt chuyện với tất cả mọi người, sẽ yêu thương tất cả mọi người, sẽ giúp đỡ tất cả mọi người, sẽ quân bình với mọi người, dù người đó là ai. Nếu như Lộc giao truyền tin lành cho một người rất đẹp, rất xinh xắn, rất quyền quý và giàu có, thì cũng sẽ giao truyền cho một người nghèo. Như vậy sẽ chân thành tất cả. Và điều cuối cùng trong video này mình sẽ nói với các bạn, đó là Đức Chúa Trời không khước từ ai cho đến khi họ chống lại Ngài. Đôi khi chúng ta phải hiểu như này, có rất nhiều loại tội lỗi, có rất nhiều loại tội lỗi, nhưng Chúa tha hết, Chúa tha thứ hết. Dù các bạn giết người, dù là các bạn phạm một tội lớn tày trời đến từng nào, Chúa tha hết. Nhưng có một tội Chúa không thể tha được. Thực ra thì Chúa không có cách nào để tha được ấy. Không cách nào. Đó là tội chống đối lại Ngài, chống đối lại Ngài. Và họ không nhận ra điều đó, họ không nhận ra cái điều họ đang chống đối Ngài, họ không ăn năn về cái tội lỗi Chúa. Chúa không thể tha thứ được. Nó vẫn thường nói vui là Chúa tha thứ hết mọi tội, chỉ có điều là các bạn có ăn năn hay không thôi. Điều đó không có nghĩa là bắt các bạn phải thay đổi ngay, nhưng ăn năn nó là một cái quyết định là tôi sẽ phải thay đổi. Thực ra thì chúng ta mất quá nhiều năm để thay đổi, mất quá nhiều thời gian thay đổi. Và đôi khi ấy, Chúa đấy, chấp nhận cái tội lỗi của chúng ta, chấp nhận chúng ta giữ lại, chấp nhận mặc dù là chúng ta không thể bỏ qua tội lỗi của mình. Chúa vẫn thương xót, Chúa vẫn cho chúng ta sự sống và sự cứu rỗi. Mặc dù là đến những ngày gần về gặp Chúa rồi, chúng ta vẫn còn có những thói quen tội lỗi. Chúa không quan trọng điều đó. Chúa chỉ quan trọng một cái điều kinh khủng hơn, đó là chúng ta đừng chống đối lại Chúa. Đừng chống đối lại Chúa, đừng sống giả hình với Chúa. Chúa không thích điều đó đâu. Nếu chúng ta cố gắng chống đối lại Chúa, giả hình với Ngài, kháng cự Ngài, thì Chúa không có tài nào để tha thứ người ta được. Không có tài nào để tha thứ được. Và khi các bạn giao truyền tin lành, hãy giao truyền điều đó mà thôi. Hãy giao truyền điều đó mà thôi. Để cho người khác được cứu, thì hãy nói với họ là hãy ăn năn, tin vào sự cứu rỗi Chúa Giêsu, để cho nỗi đau của Chúa sẽ được thay đổi bằng sự thỏa nguyện. Chúa không muốn loài người hiểu nhầm về Ngài, Chúa muốn họ hiểu đúng về Ngài. Nếu như khi mà họ hiểu đúng về Ngài, hiểu đúng về lẽ đạo của Chúa, hiểu đúng về sự cứu rỗi của Chúa, nhưng họ không chấp nhận cái điều đó, thì Chúa không hối tiếc về người đó. Chúa không hối tiếc người đó. Trong nhà Chúa không có người đó, và Chúa cũng không buồn về người đó nữa. Thế nhưng mà cái người nào mà được nhận tin lành, người nào được biết về Chúa, hay là những người nào mà chưa biết về Ngài mà đang hiểu nhầm Chúa, những người nào đấy mà đang hiểu nhầm Chúa thì mới là khiến Chúa đau đớn. Thế còn cái người mà chưa biết về Chúa đấy, chưa biết về Chúa, thì Chúa khát khao họ có thể biết được Chúa là ai. Nếu như họ biết Chúa là ai thì họ đã không làm như thế. Nếu như họ biết Chúa là ai, họ đã không hành động như thế. Nếu họ biết Chúa là ai thì họ đã chấp nhận Ngài để họ không phải chết. Điều thiệt thòi nhất của một con người đó là họ đã lựa chọn sai. Lựa chọn sai đứng để thờ kính, lựa chọn sai con đường để học tập, lựa chọn lối để đi, ánh sáng để đến, lựa chọn sai chân lý. Cho nên các bạn phải nhớ, những ai chưa tin Chúa hãy giao truyền cho họ thật nhanh. Và nhớ, trước khi giao truyền cho họ, các bạn phải nhớ các bạn phải là người tin đúng và làm đúng. Hiểu được nỗi đau trong lòng Chúa, các bạn sẽ hiểu được mình phải giao truyền tin lành như thế nào. Và mình cầu chúc trong danh của Chúa Giêsu Christ, mình cũng như tất cả các bạn sẽ là người tin Chúa đúng cách, tin Chúa, theo Chúa, yêu mến Chúa đúng cách và giao truyền tin lành đúng cách. Trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Cuộc đời thành công của chúng ta, cuộc đời các bạn sẽ đến với sự thành công. Amen.